Ồ, tịt tịt đây. Giày của Nike. Nó sao? Đồ lót của Victoria chị luôn. Đồ lót của Victoria. Áo đang ở bên Nga. Thứ này thì như là cho Sydney gì đấy. Tóc là tóc tự nhiên, không còn nổi. Này ô, chị đi. À, phép ô, từ đây đúng không? Đồ ở chợ Kim Biên. Đồ ở chợ Kim Biên. Giày ở chợ Bến Thành. Quần ở Vũng Tàu. Ok. Bạn có thể nào nói cho Minai biết đây là món gì được không? Nói chung đây là salad, người ta nói là salad premium, đây là mấy cái củ cải gì đó. Ừ, đây là burger. Đây là burger mà beef gì đấy, mà tại sao có mỗi mấy miếng thịt thôi và một vài cái lá salad đó. Và đây là suất này của mình là, đây, tổng cộng vị chi là suất này là burger với salad là combo là hết 9 đô. 9,95 đô. Đúng rồi, 9,95 đô. Và mình thì mua thêm nước ngọt. Đây, của bạn Duy là chỉ có một cái burger thôi. Mà là một cái schnitzel burger. Chỉ 7,5 đồng thôi. Của Mina là cái curry rice hướng của Indian. Ok, so hôm nay chúng tôi ăn mặc rất là diện và diện nhất là bạn này. Sắp tới bạn ấy sẽ lên sân khấu và đi một vòng của Fashion Week. You're gonna pick, yeah. I'm gonna pick home with this. Okay. I think it's gonna be good. Okay. Okay. Yeah. So, can you swa? Can you see? Can you see? Arigato. Tempura. Tempura. An egg one is the most useless. This ôi được tặng hay sao mọi người ơi? Tặng quà kìa. Vogu. Vogu đang phát quà. Bạn đi lên đi. Chuẩn bị lẹo lên nè. Thank you. Có đang quay hả? Mina đã suy nghĩ lại rồi. Mina sẽ đi lấy son miễn phí. Son như thế nào thì Mina sẽ chỉ bạn xem một lát sau nhé. Cái này cũng là đồ miễn phí này. Thế nhỉ? Mina sẽ để cho Mina. Và các bạn đừng hiểu nhầm bạn ấy nha. Con gái Việt Nam không thích đồ chùa đâu. Chỉ là nó free thôi. Mình đang nghiêm túc chưa biết đáp trả thế nào. The reason I do this is because this song is perfect for just kind of listening to the lyrics and really really realizing.
Okay. Concession card nè. He said that. I understand. But you go there and I your forehead. No. So mean. I'm gonna push you. Push. Huh. Already recording. Ah. Ba, ba, I will not talk in English, okay? Ba, whatever. Ba, okay. Ba. Mina đang đứng ở ngay station để mà bắt xe khởi động. Thì trời rất là lạnh, có mưa nữa. Thì tụi mình sẽ sắp ăn phở. Cho nên là khi nào mình ăn phở thì mình sẽ tiếp tục quay cho bạn xem. Do it. No. Oh yeah. Again? Mm. Oh. Cho nên là rất là lạnh, các bạn thấy chưa? Right, Chin? Is it cold? Yeah, it's cold. Okay. I don't know what to say anymore. I didn't hear what you said. Your friend's there. Still recording. Mm. Các bạn thấy các bạn ấy chào chưa? Bây giờ Vina đang chuẩn bị đi về nhà. Uống gì vậy? Uống vanilla latte. Hết. Bao nhiêu tiền? Gần 6 đô Úc. Khoảng còn 5 ngày nữa là tới Giáng sinh. Giáng sinh. 5 ngày nữa tới Giáng sinh. Hôm nay lạnh quá nên mình phải mượn áo bạn. What does that mean? Why is it unhappy why with me? Still why is it now happy with you? Oh, look at that. I am the one, the way your son don't need. We need like a line up bump. Star Wars or anything? No. Thank you.
quên like, subscribe kênh YouTube của Mina nha, bằng cách là ấn vào nút subscribe ở đây. Và sau đấy, để không bỏ lỡ được bất cứ một cái video nào của Mina, thì các bạn hãy nhấn vào ngay cái chuông này, để mỗi khi mà Mina ra video mới thì nó sẽ báo lên kênh YouTube của bạn. Và chỉ cần click vào đây và ấn OK, save vào, thế là xong rồi. Thì hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.